Ở nước ngoài thì cũng bận rộn lắm, như tên thành quan sĩ, nếu con có nói những gì sai thì con có tu tại một chùa thì thầy có một cái nguyện vọng là muốn xây dựng lại chùa, nhưng mà hôm đó thì thầy có nói tôi với lại Phật tử là thầy không có cần phải đóng góp tiền bạc, nhưng mà thầy khuyên là Phật tử nếu có thời gian thì ở lại chùa cũng có khoa để mà giúp cho việc xây dựng chùa được viên mãn. Thì sau đó con có mỗi tuần thì con có sau khi mà tụng kinh hàng tuần thì con có ở lại chùa pháp hoa để tụng kinh pháp hoa. Thì sau khi có tụng kinh thì con chỉ hồi hướng là xây muốn cho chùa được xây dựng thành công viên mãn. Nhưng mà trong cái chuyến hành hương này thì con mới biết là tụng kinh pháp hoa là theo con hiểu là không phải là kinh của Phật, không phải là tu theo chánh pháp, mà tu theo như là tu về niềm tin, không có tu theo trí tuệ. Thì xin thầy giải đáp cho con. Có thể trong mấy ngày vừa qua đó thì thầy giải thích vắn tắt cho nên nhiều vị hiểu chưa rõ ha. Nhấn mạnh của thầy đó là tách biệt hai việc này ra, tụng kinh riêng và lễ bái riêng, đừng lẫn lộn. Mục đích của tụng kinh dầu là kinh nào là để mở con mắt tuệ. Ví dụ như chúng ta vừa đọc bài kinh Phúc Đức nói về 38 yếu tố hạnh phúc, rồi kinh Thiện Sinh nói về trách nhiệm văn hóa và đạo đức trong 12 đối tượng của cuộc sống, rồi kinh 12 cách ngữ bày vong là nói về những điều xấu dở tệ mà ai vướng kẹt vào thì bị thất bại và khổ đau. Như vậy là khi đọc ba bài kinh này đó, chúng ta mở được những cánh cửa sổ trí tuệ về các lĩnh vực đó. Thì tương tự đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa là mở ra được tiềm năng rằng tôi là có tố chất Phật và tôi phải tu tập làm thế nào để phát triển được phẩm chất Phật đó trong cuộc sống thực tiễn. Thay vì cầu Phật ban ơn cho mình thì hãy phát huy các phẩm chất Phật đó trên nền tảng khai thị ngộ nhập tri kiến Phật, tự giác Phật. Cho nên đó, kinh là để đọc hoặc tụng trên nền tảng tìm hiểu và ứng dụng. Lễ bái đó là một pháp tu có bốn giá trị. Thứ nhất á là bày tỏ lòng tôn kính sâu sắc của chúng ta đối với Phật Bồ Tát được chúng ta lễ lại. Thứ hai đó lại là một cách để tĩnh tâm. Thứ ba đó lại đó là nghệ thuật để chúng ta sám hối nghiệp trước, cam kết bỏ các nghiệp xấu quá khứ và chuyển các nghiệp thiện để khép lại nỗi khổ niềm đau do mình đã lỡ tạo ra cho người khác. Và thứ tư đó là tăng trưởng giá trị sức khỏe, vì bản chất của động tác đứng lên lại xuống đó, nó giống như là một loại khí công giúp cho quý vị không bị đau nhức xương khớp, thoát vị địa điểm thần kinh tọa, khỏe thận. Mỗi ngày lại được 50 đến 100 lại, quý vị sẽ tiết kiệm tiền không cần phải đi bác sĩ đâu nếu lại thường xuyên. Và tôi khuyên là ai đó đọc kinh thì đừng nên lại, đang lúc đọc đừng có lại, để tập trung. Vì kinh đó, nó giống như một tác phẩm văn học, có chủ đề chính, có các chủ đề phụ. Trong mỗi một phẩm kinh thì nó có những cái chủ đề phụ và có nhiều cái nội dung. Nếu chúng ta đọc một chữ là một lại đó thì mình không nhớ đến nội dung, và nó thiên về tín ngưỡng. Thì thiên tín ngưỡng thì chúng ta lấy những danh nghi thức như là Lưu Hoàng Sám, Từ Bi Thủy Sám, rồi Mục Liên Sám Pháp, Pháp Hoa Sám Pháp, hay là Ngũ Bách Danh, Tam Thiên Phật, Vạn Phật, để tập trung bốn nội dung mà giá trị của sự lệ lạc mang lại. Ý của tôi là như thế, chứ không có nói là kinh Pháp Hoa là kinh không phải Phật nói, không phải vậy. Đừng nên ngộ nhận. Lời khuyên thứ hai của tôi đó là trước khi đọc các kinh đại thừa lớn như kinh Pháp Hoa, kinh Đại Bát Nhã, kinh Đại Bảo Tích,
kinh Đại Niết Bàn thì nên đọc các bài kinh thấp căn bản để có nền tảng, bao gồm mà các kinh Pali rồi các kinh A Hàm. Rồi trong các kinh đại thừa thì đầu tiên chúng ta phải đọc những cái kinh vừa dạy về nhân bản, rồi sau đó đó rồi mới nâng cao lên. Vì kinh Pháp Hoa và nhiều kinh đại thừa mà tôi vừa liệt dẫn đó, trong các chương trình Phật học tại các trường ở nước ngoài, dạy cho sinh viên thạc sĩ năm thứ hai và tiến sĩ năm thứ nhất, nhưng mà tại Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam đã Bắc Triều Tiên đó, thì áp dụng các kinh này cho Phật tử dở lòng. Thì tôi tin rằng là những người Phật tử như thế đọc vô không hiểu gì hết á, vì có nền tảng đâu. Có giống như là chưa cộng trường nhân chia được mà đi thẳng vào ma trận toán học ở đại học và thạc sĩ thì làm sao hiểu? Chưa học hình học mặt phẳng mà đi vào hình học không gian làm sao hiểu? Không có cái nền ở bên dưới mà lên đến 110 tầng thì không thể nào vững được. Phải học nền tảng. Thì thông qua lời kêu gọi đó đó, tôi đã gián tiếp nói rằng là nhiều pháp môn được các tổ truyền bá đó, theo tôi đó là không sâu sắc bằng Đức Phật, vì nó hụt cái chân, hụt cái nền. Từ đó đó, đi theo pháp môn nhiều khi là 10 năm, 20 năm mà nhiều người không hiểu gì hết á. Đọc một bài kinh mà nó ngoài cái tầm hiểu biết của mình, làm sao hiểu? Tôi dạy triết học Phật giáo cấp cử nhân, cấp thạc sĩ, và sắp tới là đào tạo luôn cấp tiến sĩ. Nhiều thầy, nhiều sư cô tâm sự với tôi đó, đến giờ học của tôi đó là các vị nhức đầu. Để vì á, cái lượng thông tin Phật học nó quá lớn, và ngôn ngữ thuật ngữ Phật học quá nhiều, lý luận logic á quá đậm đặc, cho nên nghe rất là nhức đầu nếu không quen. Thì tôi khuyên đó là gì? Chịu khó nghe lại lần thứ hai, lần thứ ba rồi từ từ quen. Các Phật tử mà thiên về cảm xúc hay là bình dân đó, nghe bài giảng của tôi là ngủ hết, bởi vì không có chắc khôi hài, rồi không tạo những cái yếu tố tiếu lâm, cho nên ta nghe ta chán. Nhưng mà khi nghe lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu rồi bắt đầu nó làm quen thì nó không còn là vấn đề nữa. Huống hồ là Phật tử tại gia. Cho nên đó, phải học từ thấp đến cao. Ở Việt Nam đó thì có sơ đẳng Phật học 2 năm, trung cấp Phật học 4 năm, cao đẳng Phật học 3 năm, cử nhân Phật học 4 năm, thạc sĩ Phật học 2 đến 3 năm, tiến sĩ Phật học là 3 đến 5 năm. Kinh Pháp Hoa là dành cho thạc sĩ năm 2 và tiến sĩ năm 1. Mà bây giờ mình mới vào chùa có ngày thứ nhất, ngày thứ hai đọc thì sao hiểu? Đó là lý do tôi khuyên đó là phải đi từ thấp đến cao thế thôi. Chứ tôi không có phủ định cái chuyện lễ lại Phật, và cũng không phủ định cái chuyện đó, đọc kinh. Khi đọc kinh đó, quý vị đừng bận tâm là kinh này do Phật nói hay kinh này không Phật nói, mà mình phải tìm trong nội dung đó kinh nói dạy mình cái gì, học được cái gì, lệ lạc được cái gì ở trong các bài kinh mà mình đọc. Đó mới là chuyện quan trọng. Kinh á, thì có lớp hai lớp ý nghĩa. Lớp nghĩa đen là dành cho giới bình dân, lớp nghĩa biểu tượng và triết lý dành cho giới trí thức, là những người đó có trình độ từ lớp 9 trở lên, mà nhất là cử nhân trở lên á. Thì tôi khuyên là đừng nên dừng lại ở lớp nghĩa đen không, mà phải nhấn mạnh đến lớp biểu tượng và triết lý để nâng trình độ tu học của mình lên cao. Tín ngưỡng là con đường ngắn nhất đi vào đạo, nhưng mà nó là cái con đường trở ngại làm chúng ta không phát triển được chiều sâu và chiều cao. Nếu chỉ dừng lại tín ngưỡng, đường đi vào đạo thì rất là dễ, chỉ cần niềm tin là ta vào thôi. Tôn giáo nào cũng đi vào đạo bằng niềm tin hết á, thậm chí là cuồng tín và mê tín, còn đạo Phật là chánh tín. Nhưng mà muốn nâng cao trình độ á, thì phải vượt qua tín ngưỡng, đầu tư vào trí tuệ. Đó là điều mà các Phật tử cần phải lưu tâm. Cho nên mỗi ngày quý vị nên dành khoảng 15 phút lại 50 lại
rồi 20 phút hoặc đọc kinh hoặc tụng kinh để hiểu chân lý Phật. Cần phải đọc và nghe kinh Phật trực tiếp, sau đó mới nghe các bài giảng. Còn nếu ai đó mà không chịu đọc kinh, không nghe kinh, lời Phật nói mà nghe các bài giảng, thì quý vị sẽ không biết là đâu là bài giảng đúng, đâu là bài giảng sai, đâu là bài giảng sâu, đâu là bài giảng cạn. Ai giảng cái gì, nói cái gì mình cũng nghe hết, giảng sai cũng làm theo, là thôi thua rồi. Thì đó là điều mà tôi cũng muốn, lẽ ra không nói vấn đề tế vị này. Giống như là các giảng viên hay giáo viên, có người chỉ dạy mẫu giáo, có người dạy cấp 1, có người dạy cấp 2, có người dạy cấp 3, có người dạy đại học. Không thể đánh đồng á, các loại thầy cô giáo là giống nhau hết. Các Phật tử đâu biết là thầy nào dạy Phật học á là dành cho đối tượng nào. Phật giáo mình nó có cái dở là gì? Chưa đưa ra cái quy chuẩn ở điều kiện nào thì được giảng dạy. Cho nên á, là có nhiều người chưa từng trải qua trường lớp Phật học nào hết cũng ra đi giảng dạy. Thì làm sao mà đảm bảo được cái việc mà giảng đúng, dạy đúng? Dĩ nhiên là cũng có một thiểu số ngoại lệ là không trải qua trường lớp Phật học, tự học vẫn giỏi, cái đó mình không phủ định. Còn trong các lĩnh vực ngành nghề ở phương Tây nha, nếu anh chị không có bằng cấp về lĩnh vực đó mà tự làm nghề đó là phạm pháp, mà đi khám điều trị bệnh là phạm pháp, có thể bị bắt bỏ tù à. Nhưng mà Phật giáo chúng ta quá dễ, nhiều người chẳng có trải qua trường lớp Phật học nào hết cũng giảng đại, mà giảng thì đại đa số là giảng bậy, có học đâu biết. Đó là cái dở về quản trị Phật giáo. Mà tôi nghĩ rằng là trong tương lai đó, giáo hội Phật giáo phải điều chỉnh kịp thời để cho các Phật tử nghe giảng đó là hiểu thấu đáo từ những lời giảng đúng của tăng ni. Còn ai giảng sai đó thì phải bị chế tài, phải có một cái ban chuyên quản lý về vấn đề chế tài những người giảng sai, truyền bá sai, nhất là mê tín dị đoan, để cho các Phật tử không bị thiệt thòi. Thì tôi nói rộng hơn chút xíu để quý vị hiểu và cảm thông. Nhưng thôi là ngộ nhận đó là thầy Nhật Từ đó, là cấm không cho lại, không cho lại kinh. Lại thì tách ra các nghi thức sám pháp, còn đọc thì mở trí tuệ. Hai cái này nó bổ sung cho nhau nha.